Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái cách cắt cherry eye mà mình đang sử dụng. Trong rất là nhiều cách khác nhau thì mình thấy cái phương án này nó nhanh, gọn và hiệu quả. Cái hiệu quả đem lại thì cũng gần tương đương với các cái phương án khác. Đó là mình cắt luôn cái mô đấy đi bằng cái dao nhiệt. Cái mình tách cái cherry eye ra khỏi cái mí thứ ba. Mình không cắt mí thứ ba. Có nhiều người cắt mí thứ ba khiến cái mắt nó bị khô, rồi nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện kiểu ngoài tầm kiểm soát của mình. Mình giữ lại mí thứ ba, mình cắt khá là sát gốc, nó rất là nhanh, đơn giản. Nó khác với những cái gì mà ngày xưa mình thấy nhiều người làm. Những người thì cắt bằng dao lạnh xong bắt đầu lấy cái mỏ hàn chấm, thủ công mà máu vẫn chảy. Rồi có người thì cắt bằng dao lạnh xong bắt đầu làm may lại. Có người thì cắt bằng dao điện. Rồi nói chung là cái điều kiện của mình ấy, với cái chừng mực nào đó thôi thì mình thấy phương án này nó đòi hỏi trang thiết bị thấp và tỷ lệ thành công rất là cao. Mình thực hiện mấy chục ca rồi và đến nay có những ca lâu nhất là được 2 năm thì mọi chuyện vẫn ổn, chả vấn đề gì với cái mắt của nó cả. Thế thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm cho anh em. Có thể là nhiều anh em đang làm theo cách này thì cũng có nhiều người không biết. Mình chia sẻ cho mọi người kiểu coi như vui và biết thêm về cái mà mình đang làm ấy. Thế thì những cái lợi cái hại nếu mà anh em đã từng làm và biết rồi thì cũng xin chia sẻ để mình học hỏi thêm. Mình biết là nó cũng có nhiều cái bất cập đấy, nhưng mà ở trong một chừng mực nào đấy thì một vài ca mình vẫn làm theo phương án này. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và rất mong học hỏi thêm được từ mọi người những phương án khác.